với một cái trận đấu mà với cái tên của đội bóng cũ nơi mình đã từng thi đấu thì nó cũng có những cái cảm xúc mà nó cũng bồi hồi. Thế rồi xem các em các cháu thi đấu ở trên sân thì nó cũng có những cái mà màu cờ sắc áo, nên là mình cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Ký ức về đội bóng đá Công an Hà Nội thì gần như là cả cái thời gian cầu thủ thì mình đã thi đấu và cống hiến cho màu áo của Công an Hà Nội gần 10 năm thì nó rất nhiều ký ức. Thế nhưng mà có những cái ký ức nó rất là đẹp, có những cái ký ức mà mình cũng không quên. Thực sự là khi mà xem các em, các cháu thi đấu thì mình lại gợi nhớ lại những cái kỷ niệm, những cái mà mình đã trải qua. Đặc biệt thì có rất nhiều ký ức đặc biệt, ví dụ như là có những trận mà derby giữa Công an Hà Nội rồi Thủ Công. Đấy, thì là những cái trận đấu mà bên ngoài, bên trong sân đấu nó đều có cái khí thế, đều có cái mà nó sôi sục. Nói chung là cảm xúc nó hơi đặc biệt một chút về những cái trận đấu đó. Lúc đó thì cũng rất nhiều đội bóng mạnh, ví dụ như là đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thể Công, Cảng Sài Gòn, Hải Quan. Thế nhưng mà với phương diện cá nhân ấy, thì khi còn thi đấu ấy, thì mình thích nhất là được thi đấu cùng với những đối thủ như là Lê Huỳnh Đức, hay là những cái tiền đạo Đặng Phương Nam hay Thạch Bảo Khanh, một số những cái cầu thủ mà nó đọng lại cho mình rất nhiều cái cảm xúc. Thực ra thì mình cũng không có nhiều thời gian để mình coi hết, thế nhưng mình cũng có xem hai trận. Trận này là trực tiếp ở trên sân, còn trận qua truyền hình thì mình thấy rằng là về công tác tổ chức, về cổ động viên, về cái khí thế thì mình cho là rất là tuyệt vời. Còn lại về chuyên môn thì mình nói một chút, tức là bởi vì đội bóng cũng là mới, thế thì rất nhiều cầu thủ ở nhiều câu lạc bộ khác nhau đến để thi đấu cho màu áo của Hà Nội thì thực sự là về cái sự gắn kết, cái mà kỳ vọng của cá nhân mình cũng như là những cổ động viên mà yêu của Hà Nội thì có lẽ là nó cũng chưa đáp ứng hết được cái mong đợi. Hy vọng là cái thời gian sắp tới thì đội bóng sẽ cải thiện tốt về thành tích và cũng như là lối chơi. Thực ra thì trận đấu mà mình hy vọng là Công an Hà Nội sẽ chơi khởi sắc là trận lượt về đá với cả Viettel. Mình sẽ hy vọng là trận đấu nó sẽ gợi thêm lại cho mình những ký ức của tuổi trẻ. Thực ra thì mình chỉ nói với các bạn trẻ là được khoác lên mình màu áo của Công an Hà Nội đó là điều rất đặc biệt. Dù có thể là mình không phải là một người lính, một người chiến sĩ trong ngành công an, nhưng mà mình hãy thể hiện cái tinh thần, cái sự quyết tâm cũng như là cái lối chơi mà đội bóng Công an Hà Nội đã gây dựng được những năm tháng trước.